cửa hàng lụt máy cưa. Xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 31 tháng 7, cửa hàng chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nhé. Đấy, trong lô ngày hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ A này, A1, A2, A3 cho tới A9 anh em nhé. Tại sao mà cửa hàng chúng em lại đánh dấu ký tự là lô chữ A như thế? Để thuận tiện cho anh em khi anh em đặt hàng. Ví dụ anh em ưng một trong số những cái con máy này đây rồi, nhưng mà anh em không biết tên con máy là thế nào, thì anh em chỉ cần liên hệ cho cửa hàng chúng em và bảo là anh muốn mua con A mấy là được anh em nhé. Và đây là sẽ có cái tờ giấy này. Đấy, có tờ giấy dán từng lên phần tay cầm của cây máy. Đây là giá thành của cây máy nhá. Đây là giá thành của cây máy trong lô ngày hôm nay cửa hàng chúng em thì công khai trên video luôn. Anh em thoải mái tham khảo nha anh em nhá. Anh em ưng con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng đúng không? Đấy, và bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc cạch gì trước cả, anh em mua bán hoàn toàn yên tâm. Anh em ưng con nào thì chỉ cần để lại cho em thông tin, địa chỉ, số điện thoại, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em. Đấy, mua bán của bên em thì cực kỳ đơn giản và dễ dàng nhá. Máy móc thì sẽ nói rõ trên video thông số kỹ thuật ra làm sao và độ dài làm xích sẽ như thế nào để cho anh em thuận tiện anh em đặt hàng. Đấy. Rồi đầu tiên là con A1. Con A1 đây. Nói thật ra thì con này thì nó là hàng máy mới anh em nha, chứ không phải là hàng máy bãi. Đó, con A1 là con A2. Đấy, hai con này là máy mới, còn từ con A3 cho tới con A9 là hàng máy mới anh em nhá. Con này thì để thiên cho anh em về nào mà sử dụng ít này, cắt cành tỉa nhánh, anh em nào mà kinh phí hạn hẹp. Đấy, nói chung là lúa không được, lúa thóc không được nhiều đấy anh em. Thì anh em có con này thì nó là 1.250.000 thôi. Quá rẻ luôn anh em nhá. Để cho anh em về sử dụng ấy, nhưng mà đảm bảo vẫn là chất lượng ok anh em nhá. Anh em về sử dụng ít thì khỏi cần phải lăn tan đi. Đấy, giá thành thì hợp lý nha. Con này thì leo trèo trên cao, cắt tỉa cành tỉa nhánh này, giá chỉ 1.250.000. Lam con này thì nó là 30 cm, sử dụng là 22 mắt xích. Con này thì nó là hàng cưa mini dạng tay cụt anh em, đến từ nhà thương hiệu Kamatsu này, KCS 2500, sử dụng 2 ốc chân lam đầy đủ nha. Đó, con này thì cũng rất là khỏe rồi, anh em về sử dụng thì khỏi lăn tan. Rất là ngon nha, và tiếng máy nổ thì rất là giòn. Em thấy ok chưa? Đấy, 1.250.000 cho con máy hàng mini như thế này. Rồi, và nếu mà anh em nào ấy mà về này, kinh phí cũng không được cao, nhưng mà ấy, cần một chiếc máy cưa xích hàng to cho anh em khỏe, để cho anh em về cắt hạ gốc cây đấy anh em. Con này thì chỉ 1.500.000 thôi anh em nha. Thương hiệu Nakata đó, CS 6800. Con này thì công suất là 54cc, nòng của con này là 45mm, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ nha. Con này thì hàng máy to, hàng lớn để cho anh em về khai thác hoặc là cắt hạ gốc cây đấy anh em. Lam con này sẽ là 55cm, nhưng mà đặc biệt ấy, con này thì có thể kéo lên được khoảng tầm lam 70cm luôn anh em nha. Đó, lốc hợp kim nhôm này, có hàm rồng găm gỗ này, lỗ bô ba cửa xả này, thoát khí rất là tốt và nổ thì nghe rất là khỏe nha. Đây, sử dụng 2 ốc chân lam này, anh em thấy ok chưa? Nòng của nó là nòng là 45mm anh em nha. Con này thì hàng chất lượng trong tầm giá rồi, giật két nổ cho anh em nghe qua này. Đấy, con này thì nói chung là để cho anh em về chuyên sử dụng cắt hạ gốc cây nhá. Đấy, bởi vì con này thì nó là hàng máy lớn, máy to, máy khỏe đấy anh em. Đó, rồi bây giờ bắt đầu là qua những con hàng máy Nhật bãi mini nhỏ nhỏ xinh xinh cho anh em này. Đấy, rồi đầu tiên là con A3 thì con này thì nó là hàng của Nhật bãi nha. Con này thì đến từ Tananka, hàng mini tay cụt. Đấy, con này thì giá thành thì 1.800.000 cho anh em, công suất là 33cc. Đây, làm còn chữ Tananka nguyên nha, làm xích nguyên zin của nó này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Hàng này thì hàng sưu tầm cho anh em luôn, anh em nhìn tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ hết nha. Hàng này thì khỏi cần phải lăn tan à. Đây, cho anh em nhìn qua này, bô thì còn trắng tinh luôn anh em nhá. Máy móc thì sẽ cam kết cho anh em là không có bể vỡ nứt nát bất kỳ cái gì cả. Đấy, cho anh em về sử dụng thì thoải mái luôn anh em nhá. Đó, nổ rất êm, dây dàn này trắng bao luôn này. Rất là ngon. Con này thì anh em nhìn cái phần lam là biết rồi, lam thì quá đẹp rồi anh em nhá.
Máy này thì khỏi cần phải lăn tăn đấy anh em. Hàng này thì hàng sưu tầm lâu lâu mới có được một con hàng đẹp như thế này thôi anh em. Đấy, 1,8 triệu nha. Giá thì vẫn không thay đổi, có khi lại còn rẻ hơn. Đó, rồi. Tiếp tục là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Hitachi, giá 1,850 triệu. Dòng này thì nó là hàng mini cho anh em về sử dụng gia đình. Cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Đấy, anh em đắn đo nha, tầm khoảng 20cm đổ lại. Con này thì nó nhỏ nhẹ cho anh em về sử dụng gia đình, cắt cành, tỉa nhánh, đồ linh tinh đấy ạ. Cắt củi, nấu rượu, đồ linh tinh, chứ con này bổ xẻ không được đâu anh em nha. Con này thì cân nặng chỉ tầm khoảng 4kg thôi anh em. Giá 1,850 triệu. Lam con này thì nó là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30 này. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Hàng mini nha anh em nha. Về cắt cành, tỉa nhánh, dọn vườn, dọn rẫy. Sử dụng hai ốc chân lam này. Thương hiệu Hitachi CS35. Anh em thấy không? Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 nha. Vẫn là hai ốc chân lam đầy đủ cho anh em. Đó, 1,850 triệu. Đó, cho anh em về sử dụng gia đình nha. Máy móc thì đẹp rồi. Con này thì về cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại. Bơm xăng kéo cái lè ra cái đã. Nó chưa lên xăng được anh em ạ. Đó đấy. Rồi nó nổ cái e phát như thế là được. Đóng le vào. Rất là đanh luôn anh em nha. Anh em nào cần một chiếc máy cưa này cho anh em về sử dụng gia đình là quá là thoải con bà mái luôn. Đó, về cắt cành tỉa nhánh cầm đi làm vườn, dọn rẫy đây anh em. Nhỏ nhẹ mini nha. Rồi, qua con A5 cũng là một con máy cưa mini nhỏ nhẹ tiếp này anh em. Con này thì nó cũng dạng thương hiệu mini nhỏ nhẹ. Cân nặng của con này thì nó chỉ tầm khoảng 4kg đến 4,5kg thôi. Con này thì đến từ nhà thương hiệu Tananka. Máy móc là hàng của Nhật bãi nha, made in Japan đầy đủ này. Công suất của con này là 33cc, nòng của nó là 38mm anh em nha. Giá 1,9 triệu cho con này. Hàng máy móc thì anh em khỏi cần phải lăn tan đi. Anh em nhìn con máy đấy anh em xem nó tình trạng còn bao nhiêu phần trăm nữa đúng không ạ. Đấy, con này tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ luôn. Ốc ác này còn 7 màu luôn này anh em, nhìn thấy chưa. Đấy, tất cả ốc ác này quá đẹp luôn anh em nha. Đây, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là size xích mini. Bán trên thị trường cực kỳ nhiều, khỏi cần phải lan tan luôn. Về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Đấy, con này thì có thắng xích, khóa xích nha. Đấy. Hàng máy đẹp cho anh em đấy anh em. Bên em thì chuyên sưu tầm những hàng đẹp, hàng VIP cho anh em, nên là anh em mua bán hoàn toàn yên tâm. Sử dụng này, bô này. Ôi trời, anh em nhìn phần bô này, trắng phau luôn anh em nhá. Đó, 1,9 triệu cho con A5 này thôi. Đó. Rồi tiếp tục là qua con A6 nha anh em. A6 này thì con này thì nó là đến từ nhà thương hiệu Echo Kyrit. Đấy, Echo Kyrit anh em nha. Đó, đây dòng V3200 anh em nha. Con này thì giá 2,5 triệu. Con này thì nó là hàng chất lượng hơn để cho anh em về sử dụng. Bởi vì nó thiết kế con này này, là nòng của nó là hệ nòng đứng này, có xả áp ở đây này. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này. Lam của con này thì nó là dài là đây, mặt cắt là được khoảng độ 2 găng tay phần mặt cắt nha anh em nha. 2 găng tay phần mặt cắt này, em thấy không? Đó, xích là sử dụng xích mini nha anh em nha. Đó, đến từ nhà thương hiệu Echo Kyrit V3200 cho anh em về sử dụng gia đình. Công suất của con này là 34cc, nòng nó là 38mm nha anh em nha. Đây, made in Japan đầy đủ cho anh em này, CSV3200. Đó, 2,5 triệu cho con này nha. Con này thương hiệu mini cho anh em về sử dụng gia đình. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25-30cm đủ lại. Nếu mà anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho bên em nhé.
Tôi qua con A7 là một con máy cơ xích Echo Curit V3500 anh em nhé. Con này thì nó là hàng này, Made in Japan đầy đủ nha, cho nhá, mã số ký hiệu là đầy đủ luôn anh em nhá. Đấy. Giá 2,8 triệu cho con này. Thì con này thì công suất là cho anh em to để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là anh em về khai thác nhẹ nhàng anh em nha. Đấy, khai thác nhẹ nhàng. Con này thì nòng của nó là 40mm, công suất của con này là 36cc. Con này lam của nó là sẽ là dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 anh em nhá. Giật tiết nổ cho anh em nghe qua luôn nha. Đấy, nổ rất ngon. Sẽ có xả áp ở đây đầy đủ cho anh em này. Rồi. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 nha anh em nha. Nòng là hệ máy cưa nòng đứng cho anh em. Đó, anh em về dụng thôi. Ok cho anh em 2,8 triệu cho con này nha. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những cái đường kính khoảng tầm 25-30cm đủ lại. Nhưng mà cái tần suất anh em sử dụng nhiều, có khi một ngày làm 7-8 tiếng liên tục ấy ạ, thì sử dụng mấy con này cho nó đảm bảo anh em nha. Đó. Rồi, qua cho anh em hai con máy cơ xích về để cho anh em khai thác này, khai thác tầm trung. Đó, đầu tiên là một con máy cơ xích Shindaiwa 380 nha. Đó, giá con này là 3 củ khoai cho anh em này. A8. Lam con này khá là dài nha. Lam con này thì 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Đặc biệt con này thì nó là sử dụng lốc hợp kim nhôm. Hàng này thì nó là hàng nuôi đồng cuối đá luôn anh em. Tại sao mà cả hai chúng em lại bảo là con này là nuôi đồng cuối đá? Nó sử dụng đặc biệt là cái lốc hợp kim nhôm này thì nó chịu nhiệt rất là bền. Anh em về sử dụng khai thác đúng không? Khai thác tầm trung anh em sử dụng nhiều với cái tần suất mà sử dụng đôi khi làm 8 tiếng liên tục cả ngày đấy anh em. Thì anh em những cái con máy này thì nó chịu nhiệt rất là tốt anh em nhá. Đây sử dụng hai ốc chân lam này anh em thấy ok chưa? Lam xích nguyên zin của nó, xích là xích chung 91. Đây, nòng là nòng đứng. Con này thì công suất của con này là 38cc và nòng của con này là 40mm anh em nhá. Đây 3 triệu cho con này. Hàng máy nuôi đồng cuối đá luôn anh em. Dòng này thì nó khó hỏng lắm anh em ả. Đó, tại sao mà anh em dính cả miền Tây là sử dụng ưa chuộng một cái dòng này nhất? Bởi vì thương hiệu Shindaiwa đa số nó sản xuất ra cái máy của nó đều là sử dụng lốc hợp kim nhôm hết. Nên là sử dụng rất là bền luôn anh em nhá. Đó, lam thì lại làm dài nữa. Đấy, này ok cho anh em. 3 triệu đồng cho con máy này anh em nhá. Rồi, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy hàng Estin 10S200. Estin nhá, dòng này thì nó là hàng của Đức đây anh em, giá 3,4 triệu anh em nhá. 3,4 triệu cho con máy này đây. Lam của con này thì nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Lốc hợp kim nhôm này, mã số ký hiệu đàng hoàng này, có hàm rồng găm gỗ đầy đủ này. Đấy. Anh em thấy ok cho anh em, con này thì nó là hàng của Đức đấy anh em nha. Máy móc cam kết là chuẩn zin đét đẹp cho anh em luôn này. Đây, phần bình xăng, bình xiếc này, lưới lọc gió này, không hề có biểu hiện rách rưới gì nha anh em nhá. Đó. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ, 3,4 triệu cho con này. Anh em thấy không? Một con máy cơ xích Estin, hàng chuẩn của Đức luôn anh em nhá. Cam kết cho anh em nguyên zin 100%, con này thì nòng của nó là 40mm. Công suất của con này là 36cc, về phù hợp cho anh em sử dụng khai thác tầm trung hoặc là sử dụng gia đình chuyên nghiệp nhé. Cân nặng thì tầm khoảng 5kg. Đó. A9 giá 3,4 triệu nha anh em nhé. Anh em cần thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em. Vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 9 con máy cơ xích. Anh em ưng con mã nào ấy thì chỉ cần liên hệ cho cửa hàng chúng em, bảo là anh muốn mua con A mấy là được. Và cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em tới tận nhà, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Đó, bên em thì không bắt anh em phải cọc trước. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.